Thưa quý vị, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố hai đối tượng là cặp vợ chồng với vỏ bọc là cán bộ ngân hàng BIDV và Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn. Các đối tượng là Nông Trung Nam cùng vợ là Nông Minh Ngọc trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Lợi dụng công việc là cán bộ ngân hàng ở địa phương, chưa đầy 2 năm, cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt khoảng trên 150 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc và trốn nợ. Nhận được tin trình báo của các nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt đối tượng Nông Trung Nam và Nông Minh Ngọc. Công an Lạng Sơn thông báo các nạn nhân của vụ lừa đảo này hãy đến trình báo cơ quan điều tra để sớm hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thiệu, 28 tuổi, Nguyễn Minh Hiếu, 19 tuổi, cùng ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bảy, 25 tuổi, ở huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ về đường dây tổ chức hoạt động tín dụng đen với số tiền hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã thuê phòng tại nhà nghỉ Hồng Gấm, phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài để điều hành đường dây. Thiệu là người làm chủ, có tiền cho vay. Tại thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính của các đối tượng có danh sách hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ 300 đến 360% một năm. Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai xác định được gần 10 người bị nhiễm độc thiếc rất nặng, vượt ngưỡng cho phép tới hơn 50 lần, thậm chí có người đã tử vong. Tất cả những người này đều làm việc tại tổ nghiền phế liệu làm mảnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Phong Việt Nam thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Câu chuyện này là một hồi chuông báo động về việc đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong môi trường làm việc độc hại. Đã 2 tháng trôi qua, nhưng gia đình bà Nhạn vẫn không thể tin con trai mình đã mất lúc mới 36 tuổi, khi sức khỏe còn đang tốt nhất. Chỉ nửa tháng sau khi con trai được nhận vào làm công nhân tại công ty Quảng Phong, bà thấy con mệt mỏi, người gầy sụt hẳn đi, và nhất là khi xem những hình ảnh nơi con làm việc do con tự quay, thấy bụi mù mịt như sương mù, và con thì chỉ đeo khẩu trang vải. Thế là nó mệt nhọc, xong bố thôi, nếu mà mệt thì thôi con đừng làm nữa, con nghỉ đi. Con nghỉ đi rồi để không ấy thì đi tìm việc khác mà làm chứ. Cứ thanh niên mà lại mệt thế này, nó ra mồ hôi, mà uống một ngày nó uống 6 lít nước. Thế đến lúc mà em tôi bị nặng và đến mức mà sốt cao rồi huyết áp thấp và em tôi mất về nhà. Thì mất rồi về nhà một vài hôm sau thì có một trường hợp ở quê cũng nặng như thế, đưa lên, đó là anh Cương đưa lên. Thì bác sĩ với thông báo là tìm được nguyên nhân của bạn ấy và lấy lại cái máu xét nghiệm của em tôi còn lưu lại. Và xét nghiệm thì em tôi mới phát hiện ra là em tôi bị nhiễm thiếc. Còn công nhân này cũng vừa trở về từ cửa tử. Hơn một tháng nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, anh được chẩn đoán nhiễm độc thiếc, vượt ngưỡng gần 50 lần và tổn thương não rất nặng. Sau 15 ngày thì tôi bắt đầu phát bệnh và tôi đến ngày thứ 22 thì tôi cũng gọi là tự nhiên tôi không biết là đi làm, biết giờ giấc đi làm mà tôi cũng nghỉ việc mà cũng là được ở nhà cũng đi tìm về nhiều lần cũng đi là tìm về. Chỉ riêng ở xã Quỳnh Lâm có tới gần chục người đã từng làm việc tại tổ nghiền phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Phong Việt Nam. Điều đáng nói là tất cả những người này đều không trụ nổi quá một tháng làm việc và đều có chung biểu hiện là mệt mỏi, sụt cân và dần mất trí nhớ. Chân đi không nổi, nó bước, ví dụ bước đây thì nó lại sang bên đây, tức là chân đi là nó cứng đơ hết cả ra. Và chân tay rất là run mà mắt nờ, xong là tổ trưởng bảo tôi nười. Phần lớn những người công nhân lao động ở cái khâu mà gây nhiễm độc thiếc như vừa rồi ấy, trong giai đoạn nghiền thiếc ấy, thì là người ta chỉ làm có mấy ngày thôi, có người chưa đến một tuần, có người đến cùng lắm đến tháng, rất nhanh đã biểu hiện bất thường, mệt mỏi. Nhiễm độc thiếc là vấn đề sức khỏe nghề nghiệp mới ở Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận. Điều đáng nói là với môi trường làm việc độc hại, thời gian làm việc quá dài đã khiến cho những công nhân này phải chịu không ít tổn hại về sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Sau gần 20 lần điều chỉnh quy hoạch, đất cây xanh, trường học,
tại khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn đã được chính quyền tỉnh Lạng Sơn phù phép thành đất ở để phân lô bán nền. Điều đáng nói là dù đã thu hết tiền bán đất, nhưng hơn 10 năm nay, chủ đầu tư vẫn không hoàn thiện hạ tầng, nhiều chỗ vẫn chưa giải phóng mặt bằng, khiến cho nhiều người dân nơi đây hết sức bức xúc. Anh Tú là một trong rất nhiều người dân mua đất tại dự án khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo quy hoạch, trước mặt lô đất mà anh mua là khu cây xanh, nhưng sau khi mua đất, xây nhà thì phần cây xanh đã không còn. Thay vào đó là những lô đất đã được phân ra để bán cho người khác, vỉa hè cũng bị cắt xén để làm đường. Sau khi tôi làm nhà ở, mà cái mặt tiền chỗ nhà tôi ấy thì nó là đường đi dạo, đã lát cái gạch lục giác thì tôi mới đến mua. Thế sau đó họ lại cậy gạch đi để làm thành mặt đường cho xe nó chạy được. Họ lấy lý do là phải có vỉa hè thì mới có cột đèn cao áp. Đó. Thế thì cái khu vườn hoa cây xanh kia ấy thì họ lại sửa đổi, lại chia lô để bán. Cái lô đất của tôi đằng trước nó có một cái vỉa hè rộng khoảng 10 mét. Nhưng còn đằng trước đấy thì có một cái khuôn viên cây xanh. Đấy, theo thiết kế là như thế. Thế nhưng mà về đấy làm nhà xong ở được 2 năm thì lại thấy nghe nói rằng là quy hoạch lại thay đổi. Thế thì từ cái chỗ vỉa hè thì lại biến thành con đường. Và vỉa hè chỉ còn lại có khoảng gần 3 mét thôi. Thế thì đối diện bên kia ấy, thì người ta không làm khuôn viên cây xanh nữa, mà người ta lại phân lô, người ta bán nền. Được biết, hơn 10 năm, đất tại khu đô thị Phú Lộc đã được chủ đầu tư bán hết cho người dân. Tiền thì chủ đầu tư cũng đã thu đủ, còn hạ tầng thì vẫn ngổn ngang. Các ngã tư trong khu đô thị đều được điều chỉnh lệch một cách khó hiểu như thế này. Thậm chí, nhà người dân cũng bị cắt xén hàng chục mét vuông, hình thù bị biến dạng một cách méo mó. Không riêng cái chuyện mà như giảm mất cái các cái đất phúc lợi công cộng như là công viên cũng bị thu hẹp này, khuôn viên cây xanh thì coi như là chia lô bán thửa này, thế đất nhà trẻ bị thu hẹp mất đây, gần như toàn bộ vỉa hè theo mấy quy hoạch là bị thu hẹp này, không còn được như cũ. Thế thì những cái diện tích thừa ấy là cái nhân dân cũng rất muốn biết. Thế mà đất bán hết rồi, thế nhiều tiền thì nộp hết, dân nộp hết, thế nhưng đến tận bây giờ dựa cái hạ tầng cơ sở vẫn chưa xong, có nghĩa là vẫn còn nợ dân rất nhiều ở chỗ đấy. Theo bản quy hoạch hiện tại, khu vực cây xanh này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là các lô liền kề biệt thự như thế này. Những khách hàng mua đất có hướng nhìn ra khu vực cây xanh này phải nắn theo bản quy hoạch đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho chủ đầu tư. Và trong 12 năm, dự án đã được điều chỉnh gần 20 lần, mà người dân vẫn không thể hiểu vì lý do gì. Trước sự bức xúc của người dân có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp đối với dự án này, Đài truyền hình VTC đã gửi công văn tới cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu và làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua, vẫn không nhận được câu trả lời hoặc phúc đáp từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo phản ánh của người dân, trước đây khu đô thị Phú Lộc có diện tích lớn, không thể thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực tham gia phát triển dự án hạ tầng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch tổng thể để chia dự án thành 4 phân khu, sau đó thì mới thu hút được các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tham gia, quy hoạch cũ không phù hợp với quyền lợi của các nhà đầu tư, nên địa phương này đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu nhiều lần nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển xây dựng hạ tầng trên địa bàn. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.